cứ nấu bằng bếp ga thì ra được nồi, ra được một dĩa cơm cháy. Bán cũng giống như cơm này vậy, dĩa cơm cháy để bì lên thì 15 hoặc 20 ngàn, nếu mà ăn bì nhiều, hoặc là dĩa cơm cháy nhiều thì 20 ngàn. Bằng cơm đây là có sườn, bì, chả, ốp la, với lại ba rọi. Ba rọi thì muối mặn, đó vậy đó. Còn nhà mình làm hết đó con, chuẩn bị sẵn hết rồi, dọn ra đây là 4 giờ rưỡi rồi, có đầy đủ hết, hết thời luôn ăn. Chứ một ngày mới nằm không biết làm gì đâu con, phải có việc làm mới được. Chứ lại thấy cái này cũng nhàn, nó cũng vừa với cái sức, thành ra cố gắng vậy không. Yêu 18 năm rồi con. Con tấm sườn mì chả, địa chỉ số 682 trên 10 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 4 giờ rưỡi chiều tới 7-8 giờ tối. Cái ngày SEA Games của Việt Nam đăng cai đó, rồi mấy cái cháo nó rủ dọn bày ra bán đi, thì cô bán đại vậy thôi. Từ SEA Games 22 tới giờ đó, chắc 18 năm rồi đó. Còn năm trước nữa thì cũng bán cơm mà bán mày đồng ngày á, lúc mà chưa giải tỏa đó, rồi bán cũng được mấy năm, mới giải tỏa đường đó thôi, dẹp vô nghỉ cũng mấy năm rồi mới dọn ra đây. Bằng cơm đây là có sườn, bì, chả, ốp la, với lại ba rọi. Ba rọi thì muối mặn, đó vậy đó. Cái dĩa sườn là 35, sườn không cứ thêm một món gì là 5 ngàn, sườn nhỏ lên chút thì 30, còn lớn hơn nữa là 40, nhưng mà ít có sườn lớn, giá 30 với 35 là sườn không. Cơm này gà tấm này thì tấm thơm pha với gạo ngang á, thì ra nó có được cái độ dẻo dễ ăn. Rồi nồi phía dưới thì mình cũng để thêm lá dứa để cho nó có cái mùi thơm bay xa chút. Rồi cứ nấu bằng bếp ga thì ra được cái nồi, ra được một dĩa cơm cháy. Bán cũng giống như cơm này vậy, dĩa cơm cháy để bì lên thì 15 hoặc 20 ngàn, nếu mà ăn bì nhiều, hoặc là dĩa cơm cháy nhiều thì 20 ngàn. Rồi nói chung là nó cũng giống như cái cơm kia vậy thôi. Không có gì cực, có dọn vô mà rửa thì nó hơi lông chút thôi chứ không có cực. Ngày nào bán cũng hết là vô, ngày đó không thấy mệt.